Cháu Hiền, xin chào các bác, xin mến chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiền TV. Cô bác thân mến, hiện tại thì cháu Hiền đang có mặt ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cô bác ạ. Và ngày hôm qua thì chúng cháu có di chuyển từ trên Cao Bằng xuống, có đưa mẹ của chú Phúc đi lên trên Cao Bằng để lấy thuốc cũng như là khai thác mật ong. Hôm qua là về đến Hà Giang là muộn quá, thế nên là chúng cháu không có di chuyển lên Xín Mần được. Thì chúng cháu có nán lại ở Hà Giang. Và đêm qua ở trên Hà Giang chúng cháu thì mưa rất là to cô bác ạ. Dẫn đến là sáng ngày hôm nay thì bị sạt ở Bắc Quang. Sạt rất là kinh khủng luôn đấy cô bác. Ở bên này hiện tại thì cháu cũng không rõ là thiệt hại về người và tài sản là như nào, nhưng mà sạt cả một cái quả đồi xuống và khu đấy cũng khá là đông dân cư. Thì hiện tại là chúng cháu cũng chưa có cập nhật được tình hình ở trong đấy. Và bây giờ ấy, thì là lực lượng chức năng là đang chặn ở đầu bên này hết rồi, không cho bà con là đi lại vào khu vực nguy hiểm đấy. Tại vì là cái quả đồi đấy là còn có nguy cơ là sẽ sạt xuống tiếp ấy cô bác. Còn ở bên này thì là có một cái cầu, người ta gọi là cầu bị ấy cô bác, là hiện tại cũng bị hở hàm ếch ở dưới chân cầu hết rồi. Ở khu vực này bây giờ xe và người đang ở trong khu vực hiện tại cháu Hiền đang đứng ở đây ấy là không có đi ra ngoài đấy được, và ngoài đấy cũng không có vào đây được. Người đi bộ thì có vào được, nhưng mà xe cộ là bây giờ xe máy người ta còn không cho đi lại rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ di chuyển ra phía cầu bên này để cập nhật tình hình cho tất cả quý ông bà cùng theo dõi xem là tình hình như thế nào cô bác nhé. Và có một cái điểm đặc biệt nữa, đó là hiện tại cái khu vực mà cháu Hiền đang đứng ở đây ấy là bị cô lập hoàn toàn. Đấy, ra không được mà vào cũng không xong cô bác ạ. Tức là ở đây là bị bên này là một cái cầu, còn đầu bên kia thì bị sạt hẳn một cái quả đồi xuống. Ở bên này ấy, thì sáng nay là phía núi xa xa, trên núi xa xa kia kìa cô bác, là cũng bị sạt rất là nhiều. Sạt xuống rất là khủng khiếp. Và buổi sáng ngày hôm nay thì hầu như là toàn bộ khu vực dân ở vùng dưới thung lũng này ấy, là cũng bị ngập hết nhà cửa này. Cũng may mắn là khu vực này là không có bị thiệt hại về người. Tuy nhiên thì về nhà cửa cũng như là của cải ấy, thì là cũng thiệt hại khá là nặng rồi. Và hiện tại thì một cái cầu ở đằng trước này ấy, là lực lượng chức năng đang canh gác ở hai đầu cầu là không cho xe đi lại. Còn phía đằng sau của cháu ấy, phía mà sạt cái quả đồi ấy, cô bác, thì cháu có nghe sơ sơ qua bà con có kể ấy, thì là cái quả đồi đấy nếu mà bây giờ mà không sạt tiếp với cái khối lượng đất đá đấy thì có thể là thông tầm khoảng mất tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì mới có thể là thông được cái chỗ bị sạt đấy. Còn nếu mà tiếp tục sạt xuống thì cũng không biết là sẽ mất tầm khoảng bao nhiêu thời gian. Đấy, bây giờ là bà con là đang xôn xao về cái vụ sập cái quả đồi ở đằng sau kia cô bác, do là cái quả đồi vẫn còn có nguy cơ là sạt tiếp, thế nên là lực lượng chức năng cơ quan địa phương ấy là không có cho bà con là tiếp cận ở chỗ đấy nữa. Và hiện tại thì cháu có nghe sơ sơ qua là có người đang bị mất tích ở trong đấy, còn không rõ sống chết là như thế nào cô bác ạ. Đấy, phía đằng trước này thì cũng có rất là nhiều xe và rất là nhiều người đi lại, không có thể nào mà đi qua cái cây cầu này được, cực kỳ là nguy hiểm cô bác. Ở trên vùng cao chúng cháu ấy thì là vào những ngày mưa như thế này không sợ ngập thì sợ là sạt lở ở đồng bằng hay là ở vùng núi cũng thế, rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là có những cô bác ông bà đang có chuyến du lịch, là đang có lịch để đi du lịch trên Hà Giang, thì cháu cũng rất là mong quý ông bà cô bác là cân nhắc lại trong cái khoảng thời gian này. Đấy, ở trên cháu thì mấy ngày hôm nay là cũng nắng được mấy hôm rồi cô bác, nắng được 3-4 hôm, mãi đến đêm ngày hôm qua thì mới bắt đầu là mưa to trở lại. Đấy, và đến thời điểm bây giờ thì ở Hà Giang là cũng thiệt hại khá là nặng rồi. Bây giờ đoàn xe cứu hộ là bắt đầu di chuyển đi vào trong đấy. Và
bây giờ là bộ đội là bắt đầu di chuyển đi vào trong kia để cứu hộ bà con ở trong đấy ấy, cô bác. Rất là thương bà con năm nay. Đây cô bác, đây là cái cầu mà hiện tại là đang không cho xe để mà di chuyển đi lại ấy. Tuy nhiên thì có những người là người ta cố chấp là vẫn đi lại, sợ là sẽ bị sập cầu lúc nào không biết. Hiện tại về cái chân cầu ấy thì là đã bị sạt hết rồi. Chào chào cô. Nhà cô là ở đây luôn à cô? Nhà cô ở trên này đang đi xuống đây để mang đồ cứu hộ cho xuống cho các chú ở dưới này làm việc. À dạ vâng ạ. Chưa kịp nấu cơm thì mang đồ ăn nhanh xong làm chiều người ta mới nấu cơm xong. Dạ, và bây giờ hiện tại là họ đang họ phải cấm không vào vừa vừa phải nhờ. Mất đường cây ấy làm sao đi bộ để xuống mà. Nhờ thôi thanh niên nó. Nhờ rồi, nhờ mang xuống rồi thanh niên nó. Mang cái đội của đoàn chiều này mang xuống. Chiều hôm khi xem bảo nấu cơm chứ còn ăn nhanh thế này. Nhưng mà không biết là cái chỗ mà đang đào. Cô ơi, nhưng mà ở bên đấy là có thiệt hại về người không ạ? Có, thế bảo có thiệt hại về người mà. À, có thiệt nhưng hại mà bây giờ chắc là chưa rõ cụ chưa thể rõ là đâu, bao nhiêu người. Chưa tìm thấy được, chưa rõ đâu. Dạ. Ở bên đấy nha, xong lại đi vào trong, trong nữa, trong làng trong này nữa. Là cũng bảo là hai vợ chồng cứ trôi mất một người thôi, còn chồng thì lên được. Nhưng bây giờ đang đi tìm thì chưa thấy đâu cả. Ôi, chưa thấy đâu hết. Bây giờ mấy chị em đang bảo là tạm thời là đưa cứu trợ cho những con cháu dân quân về mình đưa hàng cứu trợ như thế đi vào, họ có cho mình tiếp cận với bà con ở trong kia không? Nhưng mà đến đấy họ khác có người. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Vâng ạ. Đây là những thông tin chính xác nhất từ bà con ở tại chính khu vực này luôn đấy cô bác. Bây giờ hiện tại là có những cô bác đang ở vùng xung quanh này không có bị ảnh hưởng gì ấy, là đang đưa đồ cứu trợ đi vào trong đấy. Tuy nhiên thì họ cũng không có cho tiếp cận được với bà con đang gặp nạn ở trong kia. Đấy, bây giờ hiện tại chưa rõ tình hình cụ thể là như thế nào cô bác. Đây là cái cầu mà cháu vừa mới nói đến ở trong đầu thước phim ấy cô bác. Tức là hiện tại thì về cái phần cây cầu này, cái chân cầu ấy là đã bị sập rồi. Không biết là cây cầu này là xuống lúc nào không biết. Đấy. Rất là nguy hiểm. Và ở trên này bây giờ hiện tại là có mây che phủ rồi. Không thì cô bác ạ, ở trên này là bị sạt rất là nhiều. Và cái khu vực này buổi sáng ngày hôm nay là nước ngập lên rất là cao. Bây giờ thì tạnh mưa được một lúc rồi, thì cái phần nước ngập ở đây là cũng rút, hầu như là rút hẳn rồi ấy cô bác. Các anh chị là phía màn ảnh nhỏ xa xa mà hiện tại quý ông bà cô bác đang theo dõi ấy, thì ở khu vực này là bà con có sinh sống ở đây và phát triển nông nghiệp, trồng cây hoa màu ở đây rất là nhiều. Nhưng mà qua cái trận lũ sáng ngày hôm nay ấy, thì là hầu như là bị trôi hết tất cả các hoa màu của bà con. Ở đây bây giờ đang là mùa lúa chín đấy cô bác, là đến sắp đến mùa để thu hoạch lúa rồi. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả ở khu vực này đã bị mất hết hoàn toàn rồi. Bây giờ thì cái lượng nước ở dưới cầu này vẫn đang rất là to cô bác ạ. Ở chỗ này cái lan can đường đây này cô bác là sạt xuống hết rồi. Và phía đằng xa xa kia thì những nhà nào mà bị ảnh hưởng vào buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại là có đoàn cứu trợ là đang đi vào đấy để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng. Tí nữa thì chúng cháu cũng sẽ đi vào trong làng để xem tình hình bà con ở trong đấy là bị thiệt hại như thế nào cô bác. Vừa rồi thì cháu có nghe được một chú nói chuyện bảo là ở trong này là bị mất một người. Chú ơi, sáng nay ở trong này có người mất ấy ạ? Là bị nhà hai vợ chồng kéo tay nhau cho rồi vợ không bơi được đây. À, lăng ở ngay trong này luôn đấy, hả chú? Chỗ này này. Ôi giời ơi, ở chỗ này có khu có đông người, đông nhà không chú? Ở khu vực này ấy. Mình cũng phải người ở đây, nhưng mà mình thấy nó đang anh em nó đăng lên ấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn nhé. Ôi giời ơi, đấy cô bác ạ, ở trong này là sáng nay là bị có một gia đình là bị trôi mất người vợ rồi. Đến thời điểm bây giờ thì cũng chưa có tìm được thấy người. Bây giờ hiện tại là lực lượng chức năng đang vào đây rất là đông đấy cô bác.
Tháng này là tít tận bên kia luôn nè chị. Vâng. Nhưng mà vừa rồi em có nghe được một chút thông tin bảo là ở trong này có một nhà là bị thiệt hại về người ấy ạ? Vâng. Chưa tìm thấy luôn nhỉ? Chắc là trôi rồi chị. Chồng là có ông chồng bơi được, còn vợ thì không bơi được, nên là muốn rồi. Dạ. Sáng nay thì gặp cái này nhưng mà mưa thì nó sạt hết, gặp đâu. Dạ. Không kịp luôn đấy chị ạ. Tối qua là mưa to quá. Dạ. Nếu mà nó không sạt rồi không sao? Buổi sáng ngày hôm nay đến tầm khoảng mấy giờ là nước ở khu vực này rút hả chị? Nhà mình ở khu vực này thì có tiếp cận được cái chỗ mà cái quả đồi ở bên kia bị sạt không chị? Mình cũng chưa vào đâu, đây là mấy anh dân quân đi vào thôi. Dạ. Dân thì mình không chưa vào đâu. Bây giờ hiện tại ở khu vực này bị mất một người nhưng mà vẫn chưa thấy lực lượng đi tìm kiếm ấy chị? Hay là vẫn tìm rồi ạ? Báo rồi, chắc là có người dân ở trong kia vẫn tìm mà. Nhưng mà bây giờ nước lũ to như thế này em nghĩ là bây giờ mà để tìm trong khu vực này khó. Bảo dưới kia không có sạt nữa là khó để chia ra ấy nhỉ, chia lực lượng ra. Thế bây giờ hiện tại cái dưới kia bị sạt đấy thì có biết là thiệt hại về người không chị, ở đâu bên kia? Bây giờ nhà chị ở trong này, nếu mà cái cầu này mà không có vấn đề gì thì còn đỡ, mà cái cầu này có vấn đề gì là bị tắc hai đầu luôn đấy chị nhỉ, khu vực này mới cầu nếu móng kia cũng sắp sập cái nơi rồi. Vâng. Nhưng mà nếu mà bây giờ cầu này sập thì ở bản mình, ở khu vực mình có đường nào, đường tránh nào vào không chị? Không có đâu. Có mỗi đường trục đường chính này luôn đấy ạ? Có mỗi trục này luôn mà. Cái này thông lên thị xã với trung quang đấy. Vâng. Khu vực này là cây cam ấy nhỉ? Vâng, vườn cam của dân. Khổ cho dân vậy. Vườn cam này của cái nhà sàn nha chị. Một phần của nhà kia, một phần của nhà này. Dạ. Vườn cam của hai nhà. Khu vực này là có đông nhà dân không chị? Đấy là một thôn đấy. À, hẳn một thôn cơ ạ. À? Thế là bây giờ hiện tại là chưa thể nào mà thống kê được là thiệt hại bao nhiêu ấy chị nhỉ? Ở đây cánh đồng này là nếp, ngọn cấy nếp còn chưa gặt mà, còn đang chỗ bông gì được. Đúng xanh xanh kia gần núi nếp ấy. À. Vâng. Thiệt hại bao nhiêu hoa màu của bà con ở bên chỗ này luôn ấy. Cái này, những cuộc này, những cuộc này. À. Những cuộc này qua đường qua đấy. À, chú ơi, ở dưới kia là thấy có một con xe khách ấy, thì ở trong xe đấy là có khách nhiều không buổi sáng hôm nay? Nó không loạn, bay đi xuống đường thôi. Thì tức là khách ở trong xe đấy là không có thiệt hại gì. Còn xe con, có hai xe con đấy nữa, cũng xô hỏng hết rồi. Là người không sao chứ biết. Thế là ở bên đấy là cùng mấy người thiệt mạng với chị nhỉ? Thưa cô bác anh chị, là hiện tại thì cháu đang tiến đi vào trong này. Cô bác, ở đây thì bản này là thiệt hại về người là bây giờ đến thời điểm bây giờ là một người, còn là về tài sản thì chưa biết là như nào. Ở khu vực này thì là đồng ruộng của bà con ấy là chưa có thu hoạch. Ở đây là thuộc xã Việt Vinh của Bắc Quang, Hà Giang cô bác ạ.
bây giờ hiện tại là đang có rất là nhiều người đang tiến vào trong này để xem tình hình ở bên trong này là như thế nào ấy. Sáng nay có một vợ chồng khi mà đất sạt từ trên kia xuống ấy, chồng thì thoát được còn vợ thì không thoát được, hiện tại là trôi vẫn chưa có tìm thấy xác cô bác, còn không rõ sống chết là như thế nào. Và hiện tại thì cái quả đồi ở phía đầu nguồn bên trên này này cô bác, là nghe bà con ở khu vực này đang thông tin lại bảo là ở trên kia là đang có dấu hiệu là bị nứt và sẽ sạt tiếp. Chính vì thế nên là bây giờ hiện tại cơ quan chức năng cũng như là địa phương, chính quyền địa phương là đang cố gắng để di rời tất cả các hộ dân đang sống ở trong khu vực này để ra ngoài khu vực an toàn. Còn hiện tại thì ở khu vực này là bị thiệt hại mất một người. Buổi sáng hôm nay thì gia đình của anh chị đấy là ở trên đầu nguồn trên kia kìa cô bác. Thì khi mà nước lũ tràn về thì là hai anh chị đấy là chạy, người chồng thì may mắn là thoát, còn chị vợ ấy thì là không có may mắn là đã bị trôi và đến thời điểm bây giờ là chưa có tìm thấy xác. Đấy, chính vì thế nên là bây giờ cơ quan chức năng đang tất cả các lực lượng chức năng ấy là đang đợi nước rút, sau đó thì sẽ vào khu vực này để tìm kiếm. Nhà là ở đầu nguồn bên kia và hiện tại không biết là xác của chị vợ là đang nằm ở khu vực nào cô bác. Toàn bộ cái bãi đất này đấy, ở đây, đây xuống đến dưới này, ở tít dưới này, tít dưới kia, một bãi tan hoang luôn cô bác ạ. Đấy, thấy mọi người bảo là ở trong này là bây giờ là cháu sẽ đi vào trong kia để ghi hình một chút cho toàn thể quý ông bà cùng biết là tình hình bây giờ hiện tại ở trong này là như thế nào cô bác ạ. Theo như bà con chia sẻ lại thì bảo là ở bên trong này còn là khủng khiếp hơn ở ngoài này như thế nữa cơ. Bây giờ là cháu Hiền xin mời cô bác là sẽ đồng hành cùng với cả cháu cô bác nhé. Ô, bác này còn bắt được cá. Lấy mấy con thì bắt được khoảng 5 cân mà. Lấy bao nhiêu lấy mua con. Bây giờ đây cô bác, những cái cây rất là to. Bây giờ cháu sẽ đi vào sâu trong này để ghi hình một chút cho tất cả quý ông bà cùng theo dõi. Đây cô bác, một bãi tan hoang luôn, không có một cái gì cả. Ở trên đầu nguồn ấy thì nghe thấy có bà con ở đây khu vực này có thông tin lại là hiện tại là có trôi người, trôi nhà cửa này, gia súc gia cầm. Và vừa rồi cháu có nghe được một chút tin tức từ phía ở bên kia là sạt cả một cái quả đồi các bác. Ngày hiện tính đến thời điểm bây giờ ấy thì là đã bị thiệt hại về người là 6 người rồi. Còn cụ thể hơn nữa thì chưa có được thống kê chính xác là bao nhiêu người. Bây giờ thì ở đâu đó dưới lớp bùn dày đặc này thì vẫn còn một xác người là chưa có được tìm thấy, do là ở bên kia cũng sập cả một cái quả đồi và hiện tại thì ở bên đấy là đang bị trôi mất 5-6 nhà rồi. Thế nên là lực lượng chức năng là đang tập trung vào bên đấy. Đây cô bác. Đây là những cái cây gỗ rất là to đấy cô bác. Của làng nổ chưa kịp ngôi mai thì bây giờ đến thời điểm bây giờ là lại tiếp tục lên Bắc Quang, Hà Giang. Đây cô bác, một cái khối đất đá rồi là cây cối khổng lồ như thế nào, không biết là chị bị trôi là đang nằm ở chỗ nào. Vừa rồi là thế, có mấy người là cũng vào khu vực này để tìm kiếm, tuy nhiên thì với sức người thì không thể nào mà chống chọi được với thiên nhiên được cô bác. Một bãi tan hoang như thế này, thử hỏi chưa đến chục người ra tìm thì làm sao mà tìm được thấy xác của một người được. Bây giờ là lực lượng công an là đang đi vào đây rồi cô bác, đi vào đây để hỗ trợ là tìm kiếm
người. Ở trong kia thì còn đông dân nữa các bác ạ. Không biết là có được đi vào ở trong kia để ghi hình cho tất cả quý ông bà cùng biết hay không. Đấy, ở đây là những cái đồng ruộng của bà con và đến thời điểm bây giờ là bị trôi hết tất cả rồi các bác ạ. Ở khu vực này, nhà nào mà gặt sớm ấy, thì còn là thu được một chút, còn nhà nào mà gặt muộn ấy cô bác là đến thời điểm bây giờ là mất hết tất cả công sức trong một năm qua là đổ sông đổ biển hết rồi. Có người là đang đi tìm cá ở trong khu vực này rồi cô bác. Đấy, sáng nay là bị xô từ đây, sau đó thì ra cái đồng ruộng này. Thưa cô bác anh chị, là buổi sáng ngày hôm nay chính tại khu vực này không phải là từ một nguồn đâu cô bác ạ, mà là từ hai nguồn đi vào đây. Đấy, có một nguồn thì từ đầu bên này xuống này, còn có một nguồn ấy thì là từ đầu bên này và tấn công vào chỗ làng mà hiện tại cháu Hiền đang đứng ở đây. Đấy. Ở khu vực này ấy thì là không có người, nhưng mà đây là đồng ruộng của bà con. Còn ở đầu nguồn trên kia ấy thì là có bà con đang sinh sống ở trên khu vực thượng lưu ở trên đấy. Đấy, ở đâu khó thì ở đấy là có các chú bộ đội và công an. Bây giờ hiện tại thì các chú bộ đội là vào đây để hỗ trợ bà con là tìm kiếm người cũng như là của cải. Ở đây ấy, thời điểm chính tại địa điểm mà hiện tại cháu Hiền đang đứng ở đây ấy, thì ở trong cây rủi thì có cái may, một cái may rất là lớn, đó là sự việc xảy ra là vào đúng ban ngày thì còn có thể là không có thiệt hại về người nhiều. Tuy nhiên thì về hoa màu của bà con cũng như là tài sản ấy, là bị thiệt hại rất là nhiều đến thời điểm bây giờ. Đấy, bây giờ là lực lượng chức năng là đang vào đây để cố gắng là hộ bà con, di rời bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm này cô bác. Một bãi mênh mông luôn cô bác ạ, toàn nước với bùn thôi. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu của cải vật chất của bà con tích góp từ bao nhiêu lâu trong một cái cơn lũ là quét đi sạch sạch xanh hết, không còn một cái gì cả. Nhà có những nhà may mắn không bị thiệt hại về người ấy thì còn có thể là làm ra được. Còn có những nhà là đến thời điểm bây giờ là thiệt hại về cả người và tài sản rồi cô bác. Đến thời điểm bây giờ thì mặc dù là nắng đã lên rồi, tuy nhiên thì nước lũ vẫn đang rất là to. Nước từ thượng nguồn về đổ về ấy cô bác là vẫn rất là to đây. Thưa cô bác anh chị, là vừa rồi thì cháu có di chuyển từ trong kia ra ngoài này rồi cô bác ạ. Hiện tại thì cái cây cầu này, cái chân của nó là đang bị sạt xuống ấy. Thì lực lượng chức năng là đang cấm xe đi lại ở trong cái khu vực này. Tại vì là đây là cái đường trục chính và có một điểm đặc biệt nữa, đó là ở đây ấy cô bác, chỉ có một đường duy nhất này để cho bà con là đi lại thôi. Chính vì thế nên là khi mà gặp sự cố cầu như thế thì là bà con đang bị tắc ở đây rất là đông. Nhà nào thì
ở gần ấy có thể là đi bộ được, nhưng mà có những nhà ở xa ấy thì là bắt buộc là phải ở đây đợi. Đấy. Đây bây giờ hiện tại là xe và mọi người là đang tập trung ở đây, đang rất là đông. Ở đây thì các chú là đang ngăn ở đây và không cho người đi lại. À, người thì có thể là đi lại được nhưng mà xe cộ là không có đi lại được cô bác ạ. Còn hôm nay thì thước phim của cháu chia sẻ đến đây khá là dài rồi. Tí nữa thì cháu sẽ tiếp tục là đi vào trong kia để cập nhật tình hình ở bên trong, khu vực bên trong. Bây giờ hiện tại lực lượng các chú bộ đội ấy là đang đi vào trong kia để tìm kiếm người cô bác. Thì tí nữa cháu sẽ đi vào trong kia để cập nhật tình hình lên trên kênh cho tất cả quý ông bà cùng biết được cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà, cô bác ở video tiếp theo trên kênh Quyền Hiền TV. Xin chào các bác.